Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã có các cuộc hội kiến với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tại các cuộc hội kiến với các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung thông tin về chuyến thăm Trung Quốc và cuộc gặp thường niên giữa hai trưởng ban đối ngoại Trung ương hai đảng lần này, nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, trao đổi ý kiến về việc tham mưu với Trung ương hai đảng trong việc tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác trên kênh đảng, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai đảng hai nước trên các lĩnh vực kể từ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng, thực chất và toàn diện của quan hệ hai đảng hai nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau hai chuyến thăm lịch sử của hai Tổng Bí thư trong năm 2022 và 2023, và việc hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Chiều nay, đồng chí Lê Trung Trinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có chương trình tiếp đồng chí Jeremy Bachi, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Thượng nghị sĩ tỉnh Pontchartrain-de-Gaulle đến thăm thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vui mừng vì mối quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng được củng cố và phát triển. Ông Lê Trung Trinh cho biết, hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tập trung ưu tiên phát triển các lĩnh vực trọng tâm như du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, công nghệ cao, phát triển chip bán dẫn, logistics. Chủ tịch thành phố Đà Nẵng mong rằng đồng chí Jeremy Bachi là chiếc cầu nối để các doanh nghiệp Pháp quan tâm đến tìm hiểu và có định hướng đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Jeremy Bachi gửi lời cảm ơn chân thành vì sự đón tiếp nồng hậu của thành phố Đà Nẵng. Với vai trò trách nhiệm của Ủy ban Văn hóa Thượng viện Pháp, đồng chí sẽ góp tiếng nói nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa hai địa phương cũng như hai nước. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, giới trẻ ở Việt Nam đang nỗ lực giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp. Sáng kiến Thanh niên Hành động vì Biến đổi khí hậu do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố các báo cáo do thanh niên thực hiện về biến đổi khí hậu. Hai báo cáo Thanh niên trong chuyển đổi năng lượng công bằng và Thanh niên trong giáo dục về biến đổi khí hậu đề cao sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ trong việc đóng góp cho một tương lai sạch hơn, xanh hơn. Tuy nhiên, các báo cáo cũng chỉ ra rằng thanh niên cần thêm thông tin hoặc được đào tạo để tham gia đầy đủ vào những nỗ lực này. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về giáo dục và tài nguyên dễ hiểu, dễ tiếp cận cho thanh niên. Báo cáo ghi nhận sự nhiệt tình tham gia của thanh niên, đồng thời cũng kêu gọi sự chú ý đến khoảng cách đáng kể về kiến thức kỹ thuật và kỹ năng xanh cần thiết cho công việc tương lai trong lĩnh vực năng lượng bền vững. Từ đó, đưa ra các định hướng và tiềm năng về nhân sự cho các ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28, 29 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ngày 26 tháng 6 làm thủ tục dự thi, ngày 27 và 28 tổ chức coi thi, ngày 29 tháng 6 dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ thuật về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 cho tất cả các địa phương. Trong thời gian vừa qua, lực lượng công an thành phố Hà Nội đã nhiều lần vào cuộc để xử lý tình trạng xe ba gác, xe tự chế chở hàng hóa công kênh gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên thì tình trạng này vẫn tái diễn trên một số tuyến đường của thủ đô.
ngã tư Thanh Nhàn - Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng. Khi thấy cảnh sát giao thông, xe máy chở hàng công kênh này quay đầu bỏ đi theo hướng khác để tránh né. Còn đây là trường hợp chở hàng công kênh khác bị cảnh sát giao thông xử phạt. Theo quy định, chiếc xe bề ngang vượt quá 15cm, quy định chỉ 30cm nhưng dài 45cm. Tại chốt xử lý, nhiều lái xe bị xử phạt viện lý do là do mưu sinh, chây ý hợp tác. Không ai muốn đi này ngoài đường, biết là nguy hiểm, không có phải là muốn thế đâu. Sống mưu sinh vậy, bắt buộc phải làm thì thôi, không có ai muốn. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt nêu rõ, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, đồng thời tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Mặc dù quy định đã rõ ràng, song do chế tài xử phạt còn quá nhẹ, nên nhiều lái xe tự chế vẫn cố tình vi phạm chở hàng công kênh. Quá trình vận chuyển hàng hóa, người dân cần nắm rõ các cái quy định về giới hạn được phép chở trên xe để không gây mất an toàn cho người tham gia giao thông bên cạnh cũng như bản thân của người lái xe. Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác xử lý nghiêm, không vùng cấm, không ngoại lệ với các tài xế chở hàng công kênh là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông trên đường. Để bảo đảm an toàn giao thông trên công trình thi công đường vành đai sân bay Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3. Tuyến đường vành đai sân bay Cần Thơ được đầu tư xây dựng mới trên tuyến đường hiện hữu, nên trong quá trình thi công trước đây vẫn tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông bình thường. Hiện công trình đang được đẩy nhanh thi công để hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Việc các phương tiện lưu thông trên tuyến như hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Để bảo đảm an toàn, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25 tháng 3. Dự án đường vành đai sân bay Cần Thơ kết nối từ đường Lê Hồng Phong, quốc lộ 91 đến quốc lộ 91B. Giai đoạn 1 của dự án dài khoảng 1,7 km, tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 100 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian qua đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ đô, việc đẩy mạnh đầu tư hơn nữa vào khâu chế biến sâu nhằm xây dựng thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh chính là yêu cầu cấp thiết để tận dụng cơ hội, nâng cao chuỗi giá trị cho toàn ngành. Đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu quế, hồi, hồ tiêu và các loại nông sản chất lượng cao, trong nhiều năm, doanh nghiệp này đã chuyển dần từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu các sản phẩm nông sản thế mạnh, hoàn thiện chuỗi giá trị cho ngành gia vị. Chúng tôi luôn theo đuổi một cái chiến lược là phát triển bền vững và chúng tôi liên kết hợp tác với lại một số các cái bà con, các cái vùng, các cái địa phương có cái thổ nhưỡng phù hợp với những cái nguyên liệu mà chúng tôi đang sử dụng. Thì chúng tôi hợp tác với bà con để phát triển cái vùng nguyên liệu từ cái vùng trồng và chúng tôi đưa ra một cái quy trình để thu hoạch và chế biến và sản xuất ra để tạo ra những cái sản phẩm mà có cái chất lượng tối ưu. Năm 2023, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt hơn 264.000 tấn, trị giá đạt 900 triệu đô la Mỹ, tăng 13,5% về khối lượng nhưng lại giảm 8% về giá trị. Điều này cho thấy ngoài vấn đề về giá cả thì việc gia tăng chế biến sâu để tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu cũng là vấn đề mà ngành hồ tiêu nói riêng cũng như nông sản nói chung cần tập trung thúc đẩy và đầu tư. Có những cái rất là nỗ lực rất là lớn trong cái việc mà hoàn thiện những cái khâu mà sản xuất chế biến, ứng dụng các cái công nghệ cao vào trong cái hoạt động sản xuất chế biến, cần phải có cái sự đồng hành giữa doanh nghiệp cũng như là chính phủ. Thì chính phủ cũng có thể là sắp tới sẽ có thể là đưa ra nhiều hơn cái chính sách để mà đáp ứng được cái phát triển cái về công nghệ cũng như là cái nguồn nhân lực, cũng như là bên cạnh đấy thì doanh nghiệp có những cái sự đào tạo cái nguồn nhân lực để có thể ứng dụng được những cái công nghệ cao vào trong cái quy trình sản xuất chế biến cũng là xuất khẩu. Theo các chuyên gia, muốn tiến xa hơn, nâng kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao hơn, việc tập trung đầu tư và có cơ chế ưu tiên khích lệ lĩnh vực chế biến sâu là yêu cầu then chốt để cán đích mục tiêu xuất khẩu nông sản năm 2024 từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ, thiết lập nhiều kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu ở một số mặt hàng chủ lực. Ngành hàng nông sản Việt cần tập trung đầu tư nhiều hơn về chế biến sâu nhằm nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng được chuỗi ngành hàng chuyên nghiệp và tạo ra những sản phẩm nổi trội, đem lại giá trị cao hơn.
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã xem xét thông qua quy hoạch xây dựng một số khu du lịch ven biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các khu vực này. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thống nhất ban hành các nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Cổ Thạch, Bình Thạnh, huyện Tân Phong, khu du lịch ven biển Tân Thuận, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, khu du lịch ven biển Tân Thắng, Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Mục tiêu cụ thể hóa phương án phát triển các khu du lịch theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở cho công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư với mục tiêu xây dựng khu vực ven biển mang tính đặc thù về du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng xem xét ban hành các nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2024, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm bàn giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Mở đầu buổi đối thoại, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải gợi mở nhiều nội dung thực tiễn và cấp bách đối với sự phát triển của ngành vận tải hàng hải hiện nay, từ những vấn đề về kết cấu hạ tầng đến phát triển đội tàu, nâng tỷ trọng vận tải hàng hải hay đề xuất cơ chế, chính sách. Đây là một nội dung mà chúng tôi cũng đang rất kỳ vọng để sắp tới Bộ Giao thông Vận tải với cái trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước sẽ có thể tham mưu cho chính phủ cũng như các cơ quan, các cấp có thẩm quyền để làm sao chúng ta vừa đạt được các cái mục tiêu về xã hội, những mục tiêu chung tổng quát, nhưng đồng thời chính các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi và người dân cũng được hưởng lợi. Trên tinh thần đó, hội nghị đã nghe nhiều tham luận giá trị từ các hiệp hội, ngành nghề, các đơn vị chủ tàu, doanh nghiệp, v.v. Duy tu thường xuyên nạo vét các cái luồng lạch theo kế hoạch dài hạn. Để đảm bảo được cái này thì chúng ta sẽ thường xuyên có tàu ra vào. Có cơ chế hỗ trợ các chủ tàu Việt Nam được hưởng những cái ưu đãi về cảng phí hoặc những cái chính sách về vốn để tránh phụ thuộc hầu hết như hoàn toàn như vào các hãng tàu nước ngoài như hiện nay. Việt Nam có lợi thế về bờ biển dài, ngành hàng hải đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải và nền kinh tế. Thời gian qua, tăng trưởng vận tải hàng hải và đường thủy khá ấn tượng với mức hai con số, khoảng từ 10 đến 12% một năm. Hiện cả nước có 3 cảng nằm trong top 50 cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, việc chuyển đổi vườn tạp cây trồng kém hiệu quả sang trồng những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao đã được nhiều hộ dân tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng thực hiện khá hiệu quả. Nhiều mô hình chuyển đổi thành công đã góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Tức ở thôn 4 xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, chủ yếu trồng mía và củ mì trên diện tích 2 hectare, nhưng hiệu quả mang lại không cao. Sau khi tìm hiểu thấy mô hình trồng cây ăn trái ở một số địa phương cho hiệu quả kinh tế cao, ông Tức mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng bưởi da xanh. Sau gần 8 năm chuyển đổi, vườn bưởi phát triển tốt và cho thu nhập khá ổn định. Hiện mỗi năm gia đình ông Tức thu về hơn 800 triệu đồng. Riêng vụ bưởi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, gia đình ông thu về 500 triệu đồng. Cái hiệu quả của cây ăn trái này lúc nào nó cao hơn cây mía, cây lúa kia rồi. Nên mình xác định là mình trồng cây ăn quả mà nó nhàn nữa, nó có thời gian. Còn tại xã Đồng Nai Thượng, thực hiện chương trình cải tạo vườn hộ, vườn tạp, chính quyền xã đã cử cán bộ đảng viên bắt tay chỉ việc để hướng dẫn người dân thực hiện. Từ năm 2020 đến năm 2023, toàn xã đã chuyển đổi hơn 100 hectare điều già cỗi kém hiệu quả sang trồng sầu riêng, cacao, cà phê, cao su, cho năng suất cao và thu nhập ổn định. Cái điều mình phụ thuộc vào thời tiết ở dưới này nó không có hợp cho lắm, cho nên mình phải chuyển đổi cái cây trồng. Qua cái cây sầu riêng này nó sẽ có cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Nếu mà lợi nhuận trừ chi phí đi thì một năm, trừ chi phí tông kén vào nữa, phân cho thuốc thì một năm mình có dư khoảng chừng 7 đến 800 triệu. Trong thời gian tới thì với trách nhiệm của ngành nông nghiệp thì sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban huyện để triển khai các cái giải pháp để phát triển mạnh hơn, nhân rộng các cái diện tích đã chuyển đổi này. Hiện huyện Cát Tiên đang tập trung tuyên truyền vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, sản xuất theo các chuỗi liên kết có hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện việc chuyển đổi, đem lại hiệu quả sản xuất bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 69 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là một yêu cầu bức thiết đang đặt ra trong thực tiễn. Vụ việc điển hình xảy ra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai khi triển khai dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ với tổng kinh phí gần 87 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này đã chỉ đạo sử dụng ngân sách nhà nước để xây dựng 3 khối nhà màng trên diện tích 2,2 hectare thuộc đất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ Cao Chí Nguyễn. Từ đó, nguồn vốn cấp cho dự án bị công ty này chiếm dụng. Đã để xảy ra cái là con voi lọt qua lưỡi kim, lỗi của chúng ta thể chế. Chúng ta từ chỗ khâu là lựa chọn đề tài, rồi vấn đề xét duyệt đề tài, rồi vấn đề tức là xét duyệt kinh phí, rồi vấn đề kiểm tra, đôn đốc, và như thế chúng ta làm không nghiêm nên mới dẫn đến cái tình trạng như ở Đồng Nai, đã dùng cái tiền của nhà nước mà vun vén vào, chia trách nhau và không thực hiện đúng cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Chúng tôi cho rằng là hiện tượng Đồng Nai là một trong những hiện tượng mà không cá biệt, mặc dù nó là điển hình và nó sẽ còn tiếp tục nếu chúng ta không có những cái sự nhận diện để bịt lại các lỗ hổng cũng như là xử lý các cái nguyên nhân liên quan đến vấn đề về sự suy thoái đạo đức, rồi sự bất cập trong nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ có liên quan, và đặc biệt là có cái sự liên kết và sự ảnh hưởng của lợi ích nhóm bao gồm giữa các cán bộ nhà nước và các cái doanh nghiệp trong cái quá trình mà tiếp cận cũng như là triển khai và quyết toán các cái đề tài có liên quan đến ngân sách nhà nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, những bất cập từ cơ chế chính sách cùng sự lãng phí tiêu cực trong quá trình triển khai các đề tài dự án đang là rào cản lớn đối với khoa học công nghệ. Những giải pháp quan trọng nhất ở đây đó chính là vấn đề về tiếp tục thể chế hóa quy trình và tiêu chí tiêu chuẩn về quản lý khoa học ở địa phương cũng như các cấp, công khai minh bạch để cho các quá trình thực hiện nó trở nên rõ ràng và được sự giám sát một cách chặt chẽ. Cái thứ hai là đưa ra các chế tài và các cái cơ chế thanh tra kiểm tra thật là mạnh mẽ, thật là nghiêm khắc và kịp thời để từ đó ngăn chặn các cái hiện tượng vi phạm. Như vậy, cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trước tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy hành động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.